chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Bắt đường dây ghi lô đề hơn 5 tỷ đồng qua mạng xã hội. Ngày 4 tháng 11, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi lô đề qua mạng xã hội. Theo đó, Lê Quang Dũng sinh năm 1972 và vợ là Hồ Thị Như Sương sinh năm 1976 trú tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, thành phố Hội An. Tham gia đường dây tổ chức đánh bạc có đối tượng Võ Văn Sa sinh năm 2000 trú tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên là người giữ tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc. Các đối tượng Nguyễn Minh sinh năm 1985 và vợ là Trần Thị Thảo sinh năm 1994 trú tại xã Duy Phước, Hoàng Trịnh Bảo sinh năm 1979 và vợ là Hồ Thị Vĩ sinh năm 1980 cùng trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Trương Thị Lài sinh năm 1982 trú tại xã Duy Phước, Nguyễn Thị Minh Quyết sinh năm 1986 trú tại xã Quế Sơn 1, huyện Quế Sơn, Nguyễn Duy Trúc sinh năm 1988 trú tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên với vai trò nhận tịch đề của người tham gia đánh bạc. Điều tra ban đầu, số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc trên 200 triệu mỗi ngày, số tiền ghi nhận đến hiện tại là hơn 5 tỷ đồng. Lực lượng công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với 8 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, đồng thời tiến hành triệu tập làm việc đối với nhiều đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.